Em sẽ các chức năng cơ bản máy cho mình anh nhé. Sau đấy thì em sẽ quay ngoại hình bên ngoài của máy cho mình ạ. Em sẽ test mic ạ. Em sẽ test mic trước ạ. Alo 123. Alo 123. Mic thu lại được ạ. Mic thu lại khá là rõ anh nhé. Em sẽ mở lại một lần nữa cho mình nghe. Alo 123. Mic thu lại đấy ạ. Em test cam cho mình ạ. Cam của máy đây ạ. Cam của máy thì khá là rõ nét anh nhé. Không có bị đốm đen hay đốm sáng gì. Ở trên này nó có một cái phần gạt cam. Cái này là để khi mình không muốn dùng cam ấy thì mình sẽ gạt như thế này anh ạ. Là nó sẽ tắt cam đi. Đấy, còn như này mình sẽ mở cam ra cho anh nhé. Cam thì khá là rõ nét đấy ạ. Không có vấn đề gì cả. Mic và cam thì ok hết rồi đấy ạ. Em test cho mình thêm cái bàn phím nữa. Những phím hiện trắng trên màn hình là những phím có trên bộ bàn phím của mình anh nhé. Phím nào trên màn hình không hiện trắng là trên bộ bàn phím của mình không có nên nó sẽ không hiện ạ. Ở góc phím này là phím sleep nên mà khi mà em ấn vào đây thì nó sẽ để về chế độ sleep anh nhé. Bàn phím của mình được rồi đấy ạ. Top bar này và chuột trái chuột phải của mình ok hết rồi. Hai phím này và bộ phím số bên này không có nên nó sẽ không hiện anh nhé. Còn phím nào trên màn hình nó có, trên bộ bàn phím có thì nó sẽ hiện đấy ạ. Em test cho mình thêm cái loa ạ. Loa của máy á, loa của máy thì khá là to và rõ anh nhé. Vì loa thì không có vấn đề gì về loa cả. Thì em sẽ test loa cho mình thêm một chút nữa ạ. Máy mình mua là bản 128GB và có thêm thẻ nhớ thì hiện tại là em sẽ để cho mình một ổ C là ổ cứng đấy. Còn thẻ nhớ thì lát thì em sẽ khi nào gửi về em sẽ gói vào hàng cho mình anh nhé. Em quay ID máy cho mình ạ. Máy mình có thể xoay gập 360 độ anh nhé. Đây em quay ID trước ạ. Đây xoay gập 360 độ đấy ạ. ID của máy đây. Lát em sẽ chụp lại ID máy cho mình để mình nhìn rõ hơn anh nhé. Đây ạ. Máy thì nói chung là máy đã qua sử dụng, nó có một vài vết xước nhẹ thôi thì cái này mình không sẽ tránh khỏi được anh nhé. Đây em sẽ xoay ngược lại cho mình xem ngoại hình của máy. Đây mặt trước của máy đây không có bị va đập hay cấn móp gì, có xước nhẹ nhàng một chút thôi. Những vết xước này thì nó không đáng kể anh nhé. Mình máy đã qua sử dụng thì mình khó tránh khỏi. Đây em quay các cạnh của máy cho mình. Thì cũng có sức nhẹ thôi, còn không có bị chầy hay móp mạnh gì anh nhá. Đây ạ, có sức nhẹ một chút đấy ạ. Đây, các cạnh của máy đấy ạ. Có sức nhẹ nhàng thôi, đây góc này có sức nhẹ thôi anh nhá. Còn lại thì máy khá là đẹp, tổng thể máy khá là đẹp đấy ạ.